Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9 năm 1895, trái tim của Louis Pasteur, một trong những nhà bác học có cống hiến to lớn cho nhân loại, đã ngừng đập. Song những phát minh của ông được nhân loại đánh giá là mở đầu cho sự phát triển của nền y học hiện đại. Các công trình nghiên cứu của ông có giá trị to lớn trong các ngành y học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, đặc biệt là các nguyên tắc về tiêm chủng, lên men, thanh trùng. Năm 2020 này, nhân loại kỷ niệm 125 năm ngày mất của Louis Pasteur và 135 năm ngày ông thử nghiệm thành công vaccine ngừa bệnh dại, đánh dấu thành công quan trọng của nền y khoa thế giới. Louis Pasteur sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822 tại miền Tây nước Pháp. Sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại trường Đại học Besançon, Pasteur tiếp tục theo học vật lý và hóa học tại Đại học Bách khoa Paris, rồi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học. Năm 1848, Louis Pasteur đề ra định luật về tính bất phân đối xứng, trong đó ông khẳng định các phân tử bất đối xứng luôn là sản phẩm của sinh thể sống. Công trình của ông đã trở thành cơ sở cho một ngành khoa học mới, ngành hóa học lập thể. Sau đó, ông tiếp tục tìm ra phương pháp khử trùng Pasteur để thực phẩm có thể lưu trữ được lâu hơn. Các công trình nghiên cứu về vi sinh vật, vi trùng của ông cũng mở đường cho nhiều nhà khoa học khác tìm kiếm các vi trùng tại các phạm vi khác nhau. Đối với ông, khoa học không có biên giới bởi nó là tài sản của nhân loại, là ngọn đuốc soi đường cho thế giới. Nhưng những nhà khoa học thì luôn thuộc về tổ quốc của họ. Với tinh thần này, ông đã hoàn thành những công trình vĩ đại nhất của đời mình, như tìm ra nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ở súc vật như bệnh tằm, bệnh dịch tả gà, bệnh chó dại. Ông đã tìm được vaccine để chủng ngừa các bệnh dịch tả gà, bệnh than và đặc biệt là bệnh chó dại. Ngày 6 tháng 7 năm 1885, cậu bé Joseph Mister đã trở thành người đầu tiên được chủng ngừa bệnh dại và đã hoàn toàn bình phục sau 10 ngày. Từ thành công ban đầu này, chỉ trong vòng một năm đã có hơn 2.500 người, chiếm khoảng 99,5% bệnh nhân bị chó dại cắn đã được chủng ngừa và cứu sống. Tuy nhiên, hiện tại trên thế giới, hàng năm bệnh dại vẫn gây ra gần 60.000 ca tử vong. Nếu Pasteur không tìm ra được vaccine phòng bệnh dại, không biết con số tử vong ở hiện tại sẽ lớn đến mức nào. Virus gây bệnh dại sẽ tấn công lên hệ thần kinh trung ương của người bệnh, gây co giật, sau đó là hôn mê, cuối cùng là tử vong. Chúng tôi thật sự khuyến cáo những người có nguy cơ nhiễm bệnh nên tiêm phòng ngay lập tức để bảo vệ bản thân khỏi những vấn đề mà virus này có thể gây ra. Ngày 14 tháng 11 năm 1888, Viện Pasteur đầu tiên đã được thành lập tại Paris. Đây là nơi để nghiên cứu và chế tạo vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Sau đó, các viện Pasteur lần lượt được ra đời ở nhiều quốc gia trên thế giới. Viện Pasteur đầu tiên bên ngoài nước Pháp được thành lập năm 1891 tại Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Vai trò của nó là quản lý vaccine phòng bệnh dại và bệnh đậu mùa ở Đông Dương. Những nghiên cứu của các viện Pasteur tại Đông Dương về vi trùng học, côn trùng, ký sinh trùng, về các bệnh gây nên do thực phẩm và virus, đặc biệt là bệnh sốt rét và bệnh thổ tả, được xem là những thành quả quan trọng đối với ngành dịch tễ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Louis Pasteur làm giám đốc viện nghiên cứu mang tên ông cho đến cuối đời. Ông chút hơi thở cuối cùng vào ngày 28 tháng 9 năm 1895. Thi thể của ông được lưu giữ trong lòng viện Pasteur tại Paris. Ông được UNESCO tôn vinh là ân nhân của nhân loại.